Ủa, xin chào bạn Biên với bạn Lộc nha. Dạ bạn. Quá, mới thức dậy hả? Mới con đi kêu các bạn. Hỏi con gì kêu hả? Để bạn tôi bạn Biên đi kiếm nha. Rồi đi kiếm thử coi con gì nó kêu chứ. Trời dâm cục đá luôn hả? Ở con gì? Đâu, con gì vậy? Ở chỗ con cũng không kìa. Ủa có đẻ trứng luôn hả? Thôi bạn Minh ơi, lỡ đuổi nó đi đi rồi bắt trứng về. Bắt trứng về luôn ăn. Trời ơi Nguyên con cũng long sừng luôn hả? Trời ơi con cũng long nó chạy đi rồi kìa. Quá trời con cũng long nó chạy. Trời trứng quá trời luôn kìa. Ôi rụng sừng luôn rồi hả? Rồi lụm trứng vô, lụm trứng vô. Quá các bạn ơi, con khủng long nó đẻ trứng này, bạn Biên đánh khủng long chạy luôn rồi. 4 trứng. Quá. 5 trứng. Rồi rồi bỏ vô bịch nè. Bỏ bịch nè. 5 trứng. Đâu còn con la đâu nữa hả? Ôi các bạn ơi, còn một con la nữa kìa. Đâu 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 kìa, quá wow, một con khủng long nhiều màu luôn. Rồi từ từ nghiêng đi về sau lưng nó đi, rồi đánh cái đuôi nó cho nó chạy đi đi. Ôi chạy vô đuổi nó đi. Quá trời ơi, tụi mình đánh mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi con khủng long nó chạy đi nữa rồi kìa. Ủa wow, bằng viên bánh gì á? Ủa trứng gì á? Không lông luôn mà màu trắng thấy con lẻ nè. À các bạn ơi, con khủng long này đẻ ra trứng màu trắng luôn rồi, lụm trứng về. Lụm trứng vô Bin ơi. Rồi các bạn ơi, trứng bự quá. Ủa trời bự luôn. Rồi lụm trứng vô, hồi giờ mình luộc ăn nha. Vô luộc ăn. Rồi vô Bin. Quá, quá trời trứng luôn các bạn ơi. Rồi đem về liều đi, đem về liều luộc ăn. Đem về tay đi nha.